Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức, bài 48, tiết 2. Phần luyện tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Trong thư viện có 6.745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đến hàng nào? Rồi, bạn Nam nói, trong thư viện có khoảng 6.750 cuốn sách. Bạn Mai nói, trong thư viện có khoảng 6.700 cuốn sách. Rồi, quan sát hai số này thì các em cũng có thể biết được là mỗi bạn đã làm tròn số sách đến hàng nào. 6.750 là số tròn trục. Chắc chắn là bạn Nam đã làm tròn số sách đến hàng chục. 6.700 là số tròn trăm. Chắc chắn bạn Mai đã làm tròn số sách đến hàng trăm. Rồi, cụ thể làm tròn như thế nào? Thì trước hết là các em làm tròn số 6.745 đến hàng chục thì ta được số nào? Các em nhớ lại bài hôm trước, các em ghi nhớ quy tắc làm tròn. 0, 1, 2, 3, 4 thì làm tròn xuống. 5, 6, 7, 8, 9 thì làm tròn lên. Rồi, các em quan sát. Làm tròn số 6.745 đến hàng chục. Làm tròn một số đến hàng chục thì các em quan tâm đến chữ số hàng đơn vị. Chữ số hàng đơn vị của số này là 5. 5 nó thuộc nhóm làm tròn lên. Vậy các em làm tròn lên, ta được số 6.750. Được chưa? Tiếp theo là các em làm tròn số 6.745 đến hàng trăm. Làm tròn một số đến hàng trăm thì các em quan tâm đến chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục của số này là 4. 4 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Vậy số này làm tròn xuống, ta được số 6.700. Được chưa? Rồi, so sánh với những số mà hai bạn làm tròn thì ta thấy là 6.750 là bạn Nam, 6.700 là bạn Mai. Vậy bạn Nam làm tròn số sách trong thư viện đến hàng chục. Bạn Mai làm tròn số sách đó đến hàng trăm. Bài 2. Các em tìm số thích hợp. Quan sát các máy làm tròn số rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng. Rồi các em quan sát số 3254. Làm tròn thì được số 3300. 3.300 là số tròn trăm, chứng tỏ là máy này đã làm tròn số 3.254 đến hàng trăm. Rồi tương tự, 9.100 cũng là số tròn trăm, 6.600 cũng là số tròn trăm, chứng tỏ máy này đã làm tròn số đến hàng trăm. Cụ thể như sau, số 3.254 làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta chú ý đến chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục của số này là 5. 5 nó thuộc nhóm làm tròn lên, đúng không? Làm tròn lên. Làm tròn lên ta được số 3.300. Được chưa? Rồi, số này. Chữ số hàng chục là 3. 3 nó thuộc nhóm làm tròn xuống, đúng không? Làm tròn xuống thì ta được số 9.100. 9.100 đây. Rồi số 6.582. Chữ số hàng chục là 8. 8 thuộc nhóm làm tròn lên. Làm tròn lên ta được số 6.600. Rồi tương tự, số 4.516. Chữ số hàng chục là 1. 1 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Được chưa? Làm tròn xuống thì ta được số 4.500.
Cái số 4516 này nó ở giữa hai số tròn trăm là 4500 và 4600. 4516 làm tròn xuống thì ta được số 4500. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.